Thật kỳ lạ, một người phụ nữ 68 tuổi chỉ nặng 28 kg, đi bán vé số hàng ngày, sống trong nghĩa địa, nuôi những đứa cháu nhỏ của mình, không phải bà nội, cũng không phải bà ngoại. Nhưng bà rất chịu chi, dám mua một lần một hộp sữa 500 ngàn cho các cháu. Câu chuyện như thế nào? Bà gặp ma ra làm sao? Mời tất cả cô chú anh chị xem rõ video, nghe bà kể chuyện mà rùng nổi hết da gà quý vị ơi. Nơi bà đang ngồi, nơi đó cũng ở dưới phần nền nhà này, cũng là mộ của mẹ bà. Bà đã sang bằng và lót gạch để tạm dựng nhà tạm bợ ở trong nghĩa trang. Mời tất cả cô chú anh chị xem video sẽ rõ thêm chi tiết. Cục quỷ ở tại đây luôn. Trời ơi là trời. Nằm ở đây luôn, giờ là chỗ này luôn, là mắt luôn ở đây. Rồi bây giờ anh là cho nó trốn đâu cô? Thiêu. Hỏa táng. Hỏa táng ha. Đấy gửi chùa. Trời ơi, như là cái nhà này là bao kỷ niệm nằm hết trong đây luôn á. Còn ngồi ốc. Nằm mà coi như là đi bán về cái mất luôn hả cô? Nhưng mà cô không sợ gì luôn hả? Trời, 28 kg chỗ này chắc con cầm con sách cái một lên luôn. Thiệt tình của chú anh chị nhìn cô á, tại vì nhìn ở ngoài cô mặc rất là nhiều áo. Ủa cô Hương, cái lúc mà cô mới về đây ở nè, là cô tối là cô có vợ ốc cục đâu không? Tới thì cũng tới, sợ hồi đó mới về ở. Thấy đâu, thấy gì vậy kia? Thấy lâu về cũng thấy có rắn bò vô. Không thấy, tâm linh thì không thấy mà tối là nghe rột rẹt đồ âm ầm đồ không á, có không? Có ha, cứ niệm Phật thôi. Có mà niệm Phật nãy giờ là dối lòng đúng không? Nãy có thì sợ đúng không? Rồi với lại khi cái khi một thì mấy ở đây nhìn cái hàng đào người ta thấy ngọn lửa phục ai. Cô giỡn. Không thiệt, không có ai giống như bà kia rồi. Mà lửa là màu gì cô? Lửa là vàng. Màu xanh màu, là màu đỏ. Phục ngoài. Con ma nó về nó khuya dậy nó cơm. Ghê vậy đó hả? Nhúng lửa nó cơm. Cô nghe con nổi ốc quá rồi. Hả? Ốc nổi rồi, ốc cục nổi rồi nè. Con cũng dạng lắm nhưng mà mở. Là cô thấy rõ ràng luôn ha. Chắc khuya là cô lên cô thấy là lửa luôn. Phật lên thì mình kêu là cái niệm Phật. Niệm Phật. Vô thì mình không thấy, bắt đầu là nhớ. Bao lâu cô thấy vậy, là bao lâu cô? Lâu mới thấy một lần. À? Là thiệt luôn á cô Hương. Thiệt á, là coi như là ma nó bụng nó nhúng lửa. Trời ơi. Nấu cơm ăn á. Rồi vậy rồi cô Hương có cúng gì đâu không? Không, cũng đỡ này cái cây á. Rồi mình không thấy nữa hả? Rồi lâu mình thấy. Thấy cái mình mua đồ mình cúng. Ồ. Với lại đây là có rắn đồ đó. Nhưng mình vô mình cứ niệm Phật. Mình đừng giết nó. Nhưng mà nó tự động ra con giái mẹ con âm á. Cô giái từng người, cô giái làm sao? Thôi ông trán âm trán bà gì đó. Có thương con nằm dưới đất con ngủ khổ quá giờ. Con bò ra đi lặng cho con ngủ, đừng nhát, đừng làm cho con sợ. Đó, rồi cái tự động bò ra nhưng mà đừng có giết. Bự không? Không, cũng vừa thôi. Cái vậy. À, ngón cái vậy. Rồi mình thấy gì cái mình giái tự động giái mình giái Phật bà cái là mẹ quan âm á. Với mẹ quan âm cái tự nhiên bò ra á. Cái tự động bò ra. Bao nhiêu câu chuyện à. Ngồi ở đây cỡ ngày cô kể hết câu chuyện ở đây mười mấy năm qua được không? Ở đây cũng mười mấy năm rồi còn. Bây giờ rồi, có được hai ủa rồi cháu cô dạ. À, rồi à, cho con hỏi nè, rồi cái cháu cô mất vậy đó, rồi lâu nó có về đâu không? Dạ con không thấy, không có về. Không thấy, không nói thiệt đi, có gì đâu kể nghe, có về không? Dạ có nhát rồi không, là cháu không về nhiều thăm nhà rồi đó, rồi có không? Rượu rồi không? Dạ. Nằm mơ rồi thấy không cô? Dạ. Coi như là đi ngọt ngào rồi không về không gì luôn hả? Là cái anh nó ở với cô là mất năm bao nhiêu tuổi? Nó lấy 2 năm rồi, 37 tuổi. 37 tuổi ha. Dạ. Nhớ là anh còn ba cái thằng nhóc này là em. Yeah. Là anh lớn ha. Dạ, thứ ba. Là còn anh cũng không có vợ gì luôn hả?
này hả? Không, không canh mắt á. Mà không có vợ. Là ở với cô luôn. Ở cái nhà ở. Tội nghiệp quá. Cũng hiền lắm. Nói dạ. Sớm rồi hiền, cứ ăn rồi xong rồi. Bán với số. Rồi tự nhiên cái chiều đó, cái ai cũng nói sắc mặt nó đen á. Dạ. Đâu có tiền như khác, mua thuốc uống đỡ thôi. Thật với cô chú anh chị luôn, một người đã 68 tuổi rồi mà bây giờ còn chăm hai đứa cháu như thế này thì cô nghĩ rằng sức khỏe cô chăm hai cháu được bao lâu, tới thời điểm nào? Dạ, biết ngày chăm tới đâu hay tới đó. Đúng không anh? Dạ. 68 tuổi mà hai cháu thì mới có chút ép sau này rồi. Tương lai của hai cháu cô chăm tới đâu thì tính tới đó thôi, sức khỏe mình đó. Dạ. Nói chung là cô có bệnh hoạn gì trong người hay như thế nào không cô? Không, không có bệnh là tại vì với lại đi bán. Ờ thôi, thôi nhờ bà cô ẩm giùm mi. Đâu là, này này này. Không có đấy bụng không, nhờ bà cô ẩm giùm. Cho nó bình sữa. Để ấy đi, để không dẫn bà xíu. Hay rồi chú gửi sữa cho bà nghe. Mai có sữa uống nha. Thì cho con hỏi đó luôn nha. Là theo cô nghĩ bây giờ đó là tương lai của hai cháu thì mình cũng chỉ biết hỗ trợ giúp tới đâu hay tới đó. Mà được con cái là cô là khỏe mạnh, không có gì hết, không có đau yếu bệnh hoạn gì hết. Tại vì nói thật với cô chú anh chị luôn, cô bây giờ kiếm mỡ không ra đâu, chỉ còn xương ghi thề với da còn. Người phụ nữ cao 1m50, nặng 28kg, năm nay 68 tuổi. Bán một ngày là phải 160 tờ giấy số. Mua cho cháu là một lon sữa là 500 ngàn để uống. Sữa dỗm dỗm uống không được, phải không? Ồ, dễ sợ thiệt. Bữa con gặp cô là lúc 3 giờ sáng. Nhưng mà con thật sự là bữa đó là con hơi say. Con không nhớ gì hết. Nhưng mà con chỉ nhớ cái con về nhà bữa sau con tỉnh á, là con chỉ nhớ là như thế này. Con nhớ là có người kể với con là một người phụ nữ. Con có ngồi con nói chuyện với cô đúng không? Nắm tay cô rồi con có gửi cho cô tiền đó đúng không? Ừ, đó trời đất ơi, con nhớ tới vậy luôn á. Nhưng mà con chỉ nhớ là mua giấy số của mấy tờ? 10 tờ. À, đó, nhưng mà con nhớ là cô nói là tôi ở trên mộ của cha mẹ tôi, phải nói là tự nhiên con nhớ tới khúc đó rồi đó. Rồi con không nhớ gì hết. Con lục hoài địa chỉ con đâu, bữa đó nhưng đâu có lưu hay gì đâu. À, nhưng mà vậy đó là cô cháu mình hữu duyên. Thật sự ra 68 tuổi mà cô biết rằng là sức khỏe của cô á là chỉ có 20 mấy ký, mà cô biết là thức đêm rất là tổn hại sức khỏe, cực kỳ tổn hại luôn. Mà bây giờ cô phải gồng gánh như thế, mà con hỏi thiệt nha, ví dụ như là cô buôn bán như vậy đó, ngoài cái chi tiêu cho bản thân rồi cháu ra, rồi mình có để dành dùm được đồng nào để khi mà chở trái gió chở trời không cô? Dạ không có, đồng còn phải mua đồ ăn đồ uống rồi đó, ví dụ coi như là không có vậy hả? Dạ, không có dư bao nhiêu đâu. Dạ. À. Coi như là cắt ca cắt cụm là ngày nào mình lũm ngày đó vậy đó hả? Dạ, miễn là khỏe mạnh là được rồi. Mà con nói thật chứ tại đất Sài Gòn này một ngày 160 ngàn, thật sự nghe nó nhiều vé số vậy thôi chứ thật sự tiền nó có nhiêu bằng một chầu ăn sáng hoặc là một chầu cà phê của những người ta khá giả. Dạ. Đúng không cô? Dạ. Mà cô phải làm lụng từ mấy giờ chiều cô đã đi bán? 6 giờ chiều là đi khi nào hết thôi. Hết rồi mới vậy. Ờ. Cái bữa là cô gặp con lúc 3 giờ sáng đó là hết chưa cô? Chưa đâu, cũng đi không khoảng tiếng mấy nữa. À là 4 giờ mấy? 4 mấy mới về. Rồi đó, ôi cô hỏi thiệt chứ cô đi một mình vậy đó, buổi tối vậy đó, rồi lỡ có ai rồi đến xin điểu cô không? Dạ không, đúng mình đi đường giấy niệm Phật cho mình yên á, đừng có ai... Cô quý phê, cô có tin Phật ha? Đúng rồi, cực kỳ. Đúng. Có Phật độ cho mình. Nhiều khi đi đêm mình cũng sợ... người xấu á. Dạ. Rồi bán như vậy đó. Rồi có khi nào cô Hương cô tuổi thân không? Cô nghĩ là tự nhiên giờ tôi 68 tuổi rồi, không được an phận tuổi già, không có nhà có cửa gì hết, ở trên mờ phận. Mà trước đây là con được biết là gia đình cô ở Bà Quẹo đúng không? Không, ở Bình Thạnh á. Bình Thạnh hả? Có nhà có cửa không cô? Không, cũng ở nhờ nhà con bà gì. À. Bởi vì đó giờ cũng khổ quá, cũng bán nhà nó khổ quá, giờ phải về đây. 60 mấy tuổi là chưa từng được một cái căn nhà nào hết. Dạ. Nhưng mà nói đất Sài Gòn này kiếm nhà đâu có dễ đâu mà. Khó lắm. Nhưng mà bây giờ phải ở trên phần coi như mộ xây trên. Con nhà này có sẵn của ông già xây á, ông thương vợ của ông xây ông ở. Giờ ông già cô vợ đâu? Mất rồi. Nhưng mà ở đâu? Dạ. À, ông chôn nghe không ạ? À cũng thiêu luôn. Gửi chùa. Vậy có ở đây là nằm trên bà già là ở đây? Dạ, bà già đó.
Trời ơi, vậy là khổ từ nhỏ tới lớn luôn hả cô Hương? Dạ, cũng là tuổi già khổ lắm. Dạ. Bươi xuyên suốt vậy đó hả? Ủa cô Hương là cái từ lúc nhỏ nhỏ, ví dụ như cô trưởng thành là từ 16 trở lên á, là cô Hương lúc đó cô Hương làm cái gì? Cũng đi làm mướn người ta thôi. À. Dạ. Đi làm mướn cũng đủ, đủ ăn thôi chứ cũng không có dư. À. Nấu ăn mà là có nghĩa là từ hồi lúc gái tới giờ chưa một lần yêu ai luôn hả? Thiệt không? Luôn hả? Gia đình, không nhưng mà hồi có nghĩa là lập gia đình thì cháu nói nhưng mà chưa từng yêu luôn hay là sao? Cũng có quen một hai người nhưng mà đỏ thấy chưa? Duyên nở, cũng không có duyên nở thì cũng biết thế nào mới có chuyện yêu đương nhưng mà sống đi vợ chồng thì không có sống không có. Quen thôi rồi không được rồi chia tay rồi cái ông đó giờ cũng có vợ có cái nỗi cháu vại nhưng mà có biết không còn gặp lại không coi cái không, chú đó không có gặp. Thì biết nghe thông tin thôi biết rồi nghe thông tin thôi chứ còn không biết. Trời ơi, vậy là coi như là khổ từ nhỏ tới giờ luôn á. Cái này nào 68 tuổi rồi vẫn còn khổ. Trời trời, không lẽ ta nói được coi chắc mình khổ tới ngày mất luôn á trời. Không có. Thiệt luôn á. Có. Con nghĩ vậy luôn á cô Hương. Có khi nào cô Hương nghĩ trong đầu mình á là thôi bán chừa lại tờ giấy số nhờ ông bà phù độ là có chiều nay sổ số rồi. Mình có cái cầu mai không cô? Có dám chừa lại không? Một hai tờ có chừa luôn hả? Cái đó là ế hay là tự chừa? Không, cái khách tặng á. À. Kêu đừng có bán. 180-60 tờ mà không dám chừa một tờ mà trong khi đó là khách tặng nữa nha anh. Khách tặng rồi, bây giờ thôi. Thấy mình lớn tuổi đi bán. Vậy chứ cô thấy nhiều người họ còn ôm một cái đống nữa kìa cô. Họ ôm luôn. Dạ đúng rồi. Mà mưa, cái khi mưa ngày mưa đêm là phải chịu thôi. Ôm giờ nó đâu cho trả đâu chú. Trả dạ, phải chịu rồi có khi cũng phải ôm không hết là cũng phải đi bán bằng hết thôi chứ không trả lại được cho đấy chiều hết giờ là phải ôm thôi. Nhưng mà hỏi thiệt cô Hương chứ là bán hồi đó giờ là có bán có ai trúng được số nào không? Có trúng vậy nhỏ nhỏ với 10 triệu với ăn ủi thôi, đập đất thì chưa có. À, ăn ủi có ăn ủi ha. Ăn ủi, dạ. Chắc có lẽ bữa nay con mua ủng hộ cô là con. Ủa mà ăn ủi người ta có cho tiền mình không? Có một hai người biết thôi, còn như mình thích xa đi xa đó thành ra không, mấy người đó không cho, chỉ có hai người ở gần đây thôi. Cho được nhiêu cô, ví dụ cho ví dụ một người cho đi ăn ủi cái 6 triệu thôi. Một tờ 12 tờ cho 200 vậy đó. 200 lòng ta cho như mình nhận như đó, tay nào thì tôi cũng thu nhiều cái số mà được ăn ủi chứ thường thường bây giờ hai con đầu cũng khó vô lắm. Đúng rồi cô. Hai con đầu cũng khó vô nữa hả? Rồi bán giấy số mà có khi nào cô nói mua đi chứ dễ gì chúng không? Mình không nói vậy, nói là nói vậy là con ngồi đếm đã luôn á. Nói hơn thì chiều nó vô. Dạ. Vô ít thì thôi chứ còn coi như là khổ từ nhỏ tới giờ. Tới bây giờ 68 tuổi rồi chưa yên thân. Mà phải chi khổ một mình mà phải gánh thêm mấy đứa cháu nhỏ nữa hả cô? Trời ơi. Trần ai khoai khổ gì trời. Thôi như thế này nè, hữu duyên cháu gặp cô. Cô lựa cho cháu một cây nè, nguyên một cây đi cháu mua cho ủng hộ cô nha. Dạ, đưa. Là có nghĩa là mở hàng luôn, có ai mua chưa? Có bán rồi. Bán hả? Thì cô lựa cái nào nguyên một cây đi, cháu mua cho nguyên một cây. Trời ơi, giờ này mà còn một cọc cỡ này. Chứ 180 tờ mà làm sao ấy. Trời còn ơi. Thôi, kìa. Thôi lựa cho con hai cọc luôn đi. Hai cây đi. Con dám đến mày chia. Ha. Nói chung cô cứ đưa tờ nào cháu nhận tờ đó vậy thôi. Dạ thì nói chung là con ủng hộ cho cô để có tiền mua sữa cho cháu, còn tiền mua sữa thì cháu cho riêng nha. Còn này giấy số thì cháu mua đó, một tờ vậy là bao nhiêu? Cái này 12 tờ đó chứ. Là hai cày hay là 24 tờ đúng không? Dạ đây con gửi cô 240 này, trả em triệu đấy nè. Đây, con trả ta gửi cho cô 240 đây, con lấy đủ ha, thiếu là con không chịu đâu á. Chúng có chuyện mua sữa, nói chung con lấy đại đi, thì tờ nào cô cảm thấy mà cô hợp lý đó, là lấy cho con cọc này đi. Đây, đó, rồi một cọc nữa, cọc nào nữa đây. Rồi, có 68 không? Ngay mua tuổi luôn nè. Không có. Để con đếm cho bao nhiêu tờ nha, để con gửi tiền cho cô. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 16. Với lại đây thì con có một gửi cho cô 1 triệu.
tiền của Lê, cô Ly. Dạ, dạ, à, tiền của cô Ly bên Mỹ ha. Dạ, dạ. À, cô Ly nói là con cứ gặp ai người già mà khổ khổ đó, cứ gửi cho người ta dùm cô Ly. Dạ. À, thì con nay gặp cô thì cũng khó khăn bán vé số. Dạ. Thì câu chuyện của cô thì nó rất là cảm động, khổ từ con gái tới bây giờ đó. Thì hôm nay hữu duyên thì con gửi cho cô một ít vậy. Dạ, dạ. Rồi mai mốt đó hữu duyên nữa con xuống con gửi nữa, không sao. Dạ, đâu cô. Dạ. Con cũng ở gần đây à. Dạ, dạ, dạ. Thì cứ lâu lâu thì con cứ chạy xuống phụ sữa cho. Dạ, dạ. Con cách cô chắc cỡ 2 cây số là cùng à. Dạ. Đó, theo cô 1,5 triệu là cô bán. Dạ. Được bao nhiêu ngày mới được 1,5 triệu này? Cái này ha, 10 ngày. Ví dụ 1,5 triệu đó, tiền đó là bán được bao nhiêu ngày mới được? À, cái này tại vì bán hay nào cũng thấy xong rồi cái về trả tiền vé số đó, rồi bắt đầu chi phí như mua đồ ăn rồi gạo luôn lần 10 là có nghĩa ngày nào là hầu như hết ngày đó đúng không? Dạ, con. Dạ. Không có dư 1 ngàn nào luôn hả? Ờ, miếng là khỏe mạnh là được rồi. À, nhưng mà ví dụ con hỏi nha, ví dụ như mà lỡ mà ngày mai trời mưa lớn quá mình không đi bán được rồi sao? Rồi tiền đâu xoay sở? Thì cũng thấy năn nỉ người ta thấy tội nghiệp ta mua giùm. À, cũng mặc áo mưa luôn, cũng đội áo mưa đi trong mưa luôn. Dạ. Ôi, trời ơi trời. Mưa râm râm này được, cái mưa lớn thì phải lúc. Sáng 18 tuổi. Mà mấy ngày nay bán thì chậm chứ sao? Mưa ở quán nhậu không có khách. Ừ. À, bữa nào là có khách thì bán lẹ hết, về sớm. Bữa nào mà không có khách thì bán chậm. Cái sáng mới về. Dạ. Thì chắc có lẽ như thế này cô ơi. Dạ. Thì hôm nay tụi cháu đến đây cũng chia sẻ với cô, cũng có phía rồi cô chú. Dạ. Chị, tại vì hôm nay hai anh em con đến đây cũng hơi trễ. Dạ. Hôm nay 9 giờ tối rồi. Thì chắc trước là con chúc sức khỏe cho cô lúc nào cũng luôn luôn khỏe mạnh. Dạ. Và vui vẻ, lạc quan yêu đời. Và sau là chúc cho các cháu được có sức khỏe để có thể làm cái động lực cho cô để phấn đấu. Dạ, chung là dạ, dạ. Dạ. Dạ, dạ. Con cháu đến đây san sẻ yêu thương như vậy đó. Dạ. Dạ. Nói chung là cũng chúc cô nha, cố gắng giữ gìn sức khỏe cô nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Chào tất cả các chú chị nha. Dạ. Nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cô chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhậu, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à. Cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè. À, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sô bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu sô bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.